Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023. Theo chương trình tu học, chúng ta chùa Phước Hải thuộc thành phố Charlotte, kiểu tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Trưa nay đại chúng có khỏe không? À, dậy ráng ngồi để chiều ăn cơm chiều ha. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta đi về chùa đó, ở trong chùa có một cái hay là chúng ta được nuôi dưỡng cả hai phần thân và tâm. À, mặc dù chúng ta biết chúng ta có không phải đến chùa để ăn mà mục đích chính là để tu, nhưng mà trong cái phương tiện của đời người á, có thực mới vượt được đạo. Người mà không no thì nói gì người ta cũng không nghe, nhưng người buồn ngủ có nói gì người ta cũng chẳng nhớ, thậm chí không có tập trung. Cho nên là bậc đạo sư, là người thầy thấu rõ thế gian, hiểu cái nhu cầu của con người, cho nên Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta vẫn vận dụng tất cả những nhu cầu trong đời sống của mình, nhưng chúng ta thổi vào đó một cái ánh sáng của chánh niệm, của Phật pháp, để chúng ta giữ được cái nhu cầu đó ở cái mức thanh tịnh, an vui, mà không biến cái nhu cầu thành ra cái tham cầu. Cái tham cầu là cái sẽ đắm chìm mình, còn nhu cầu giải quyết nữa, phải không? Tại vì thủy chung đó là cái chữ luân chuyển của con người, cái chữ đó là cái sự luân lưu cuộc sống của con người. Mà nếu chúng ta không hiểu được cái chỗ đó thì chúng ta sẽ khổ vô cùng. Thậm chí mình bị hiểu lầm. Ví dụ như Pháp Hòa hay kể câu chuyện, không thì ngài mới đi vào trong nữa hả? Thì Hòa Thượng ngài ngồi ở trong, ngài nghe ngài tức cười, phải không? Ra ngài mới kể lại. Ngài mới nói, người ta tưởng mình chắc thánh thần gì, hay là sỏi đá, hay là tượng thần gì, không biết đi vệ sinh. Thì cái đó là mình, thứ nhất là mình đã thổi phồng quá một một cái vấn đề nào đó, ngay cả người tu. Thế mình cái gì mà mình tôn thờ quá cũng không được. Ví dụ như Đức Phật hay là một vị thầy nào mình thương, mình tôn thờ quá rồi mai mốt không như ý mình buồn. Mình là con người mà mình sẽ có những cái nhu, mình sẽ có những cái nhu cầu và cái tham cầu. Chẳng hạn như mình xin Phật hoài, Phật không cho gì hết, bắt đầu từ từ cái niềm tin Phật của mình nó hơi giảm. Mà phải chi mà Phật cho mình để mình dựa dẫm. Cái chuyện mình đi chùa, mình được ăn một bữa cơm, rồi sau đó mình nghe pháp, hoặc là mình nghe pháp xong rồi mình ăn cơm, tùy theo cái thời gian. Hễ giảng buổi trưa thì cho ăn chiều, giảng chiều cho ăn tối, giảng sáng cho ăn trưa, đại khái vậy. Cho nên là để chi? Để mình luôn luôn ý thức rằng thân tâm cần được nuôi dưỡng. Nếu như mà không tổ chức ăn chay thì quý vị sẽ tản ra ngoài, thì bữa cơm đó nó không còn thanh tịnh là bữa cơm chay nữa. Cho nên á, ngài Huyền Trang đi đến Tây Phương thỉnh kinh. Khi đó ngài A Nan và Ca Diếp mới hỏi ngài Huyền Trang có mang cái gì tới để đổi chân kinh không? Thì ngài Huyền Trang không có gì hết. Mà chân kinh là kinh không có chữ. Tới cái chỗ ý muốn nói là cái chỗ tột cùng của đạo không có ngôn ngữ, chỉ nhận biết thôi. Cái chỗ đó lấy tâm mà hiểu tâm, chứ còn ngôn ngữ nào cũng trật hết á. Hãy có tên là tên này và tên tô, cái thố đủ nên đến Tây Phương thỉnh kinh thì không có gì để đổi thì tôi đưa kinh không. Liền quay trở lại: Phật tổ ơi, ngữ có đối đãi, có đối đãi mà, vật gì đó ra để đổi. Mà tại sao ngài Huyền Trang không lấy tích trượng, không lấy y mà lấy bát? Vì bình bát là biểu tượng của cái món vật đựng cơm, mà món vật đựng cơm là để nuôi gì? Nuôi thân. Còn thỉnh kinh là nuôi gì? Nuôi tâm. Thỉnh kinh là nghe giáo lý, mà giáo lý để nuôi tâm. Rõ ràng trong Tây Du Ký có ẩn ý không? Đó là một ẩn ý chứ không phải là một câu chuyện bôi bác.
Thật sự nếu mình muốn nhìn nó bằng cặp mắt bôi bác, đó là ai làm gì mình, mình cứ ta chửi mình câu, thì mình nói cho mình bài học nhẫn. Mà nếu mình xấu như người ta nói thì mình sửa, nghe bằng cái đó. Thì ở đây cũng vậy. Mà bộ truyện Tây Du Ký từ đầu đến đuôi hoàn toàn là hư cấu, không có thật. Chỉ có một câu chuyện ngày Huyền Trang lượm vô nuôi, hoàn toàn không có. Ngày Huyền Trang quả thật tên họ họ Trần, và ngài là con của một vị quan được đi tu. Và chuyến đi thỉnh kinh của ngài Huyền Trang là có thật, nhưng chuyến đi rất là nhiêu khê. Vua cản trở vì lúc đó là cái thời cuộc chiến tranh chính trị giữa các nước, không dễ gì mà đi qua nước này nước khác. Cho nên cái chuyện mà ngài Huyền Trang làm bạn với vua, hiểu không? Được đi thỉnh kinh rồi đưa vua đưa tiễn, một ẩn ý. Thở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, vì bát là để đựng thức ăn của người tu, xuất gia cần có. Đời tu người xuất gia giới thân của mình, mà bát là tượng trưng đôi cánh của một con chim. Cho nên người người tu bát không, cái nghĩa của nó không phải như chữ bát như bình thường tiếng Việt Nam chúng ta gọi cái bát là cái chén, mà cái chữ bát này là tiếng Phạn, nó được phiên âm từ nguyên Phạn là Bát Đa La, và chúng ta gọi là bát, và được dịch nghĩa là một vật dụng đựng thức ăn ứng hợp theo cái sức ăn của mình. Ví dụ như mình ăn được 2 muỗng cơm thì giữ lại 2 muỗng cơm để ăn với thức ăn, miễn làm sao mình nhìn vào cái bát đó mình nghĩ mình đủ để ăn, gọi là ứng lượng khí. Ngay cái bình bát của người tu thôi, Phật tử về chùa cũng vậy, không để vô chùa cả, còn đại chúng còn chúng ta để lại đại chúng dùng. Và lúc đó mình không sống bằng cái nhu, ngay khi đó, ngay cái cơ bản đó, chúng ta đã bị đói. Đói cái giáo pháp, đói cái nghĩa lý. Vì cho nên cuộc đời này á, khi chúng ta nhìn kỹ á, thì có đôi lúc chúng ta không phải chỉ đói thức ăn, mà chúng ta đói giáo lý, đói đạo lý, đói cái tình thương, đói cái hiểu, đói cái cảm thông, đói cái lời lân mẫn. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải nhìn lại xung quanh mình để quán chiếu, để tư duy, để chúng ta thấy được rằng cuộc sống mình không phải chỉ có mình và còn có người nữa. Cho nên đoàn đi thỉnh kinh cũng được kinh rồi, tưởng đâu là trên đá phơi, kinh bị rách rồi, mất một số trang số chữ thì làm sao đây. Lúc đó Tôn Ngộ mới nói, sư phụ à, này không có gì mà chắc chắn, tình tiết nhỏ là phơi kinh trên đá rồi dở kinh lên. Đời chúng ta mỗi ngày đây là đại học hết. Chúng ta là những người ở trong trường đại học hay cũng học. Bởi vì sao? Bởi vì dở chúng ta phải học, học cái đừng làm như vậy. Có những cái dở trên cuộc đời này chúng ta thấy rõ, chúng ta đừng làm. Tại vì nếu mà dở mà chúng ta vẫn làm thì chúng ta sai. Bằng chứng là khi chúng ta nấu ăn, chúng ta dùng thức ăn của một người khác, chúng ta nói trời, sao cái món này mình cũng nấu mà không được ngon như cô này. Thì bắt đầu mình đi tìm tòi, mình hỏi có ai nấu lạc nhách ăn nó không ngon, mà cô này nấu ăn có hột nếp nó thấm ngon vậy. Tới hồi mình phát, có đường, có nước cốt, quậy cho đều rồi rưới lên nếp, hấp lần thứ hai, cho nên rổ xôi nó không ngon. Muối, đường, nước cốt. Ủa tại sao mình làm? Mình phát hiện ra là phải ngâm đậu hũ với nước muối trước, sau đó mình mới để ra rổ cho nó ráo mình chiên. Đậu hũ nó sẽ mặn đều, chứ không phải như mình ướp muối chỗ mặn chỗ lạt. Quậy nước muối lên, ngâm đậu hũ vô đó, rồi ngày hôm sau mình đổ nó ra rổ mình chiên lên, đậu hũ nó có muối nó sẽ giòn, ăn nó béo đều nó ngon. Đơn giản không? Thôi giờ mình mở lớp nấu ăn đi.
Quý vị thấy không? Thành thử ra mình học là học không phải chỉ trong chùa. Nếu mình mở lòng mình học á, có những cái học làm cho mình mở mang, cái học làm cho mình đi xuống, làm cho mình chao đảo, làm cho mình khổ đau, mình buồn bực. Giáo lý Phật giáo, khi văn á, là chúng ta cũng phải tư duy bằng trí tuệ, gọi là tư tuệ. Và khi ứng dụng tam tuệ học, văn tư tu, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nghe mà không có trí tuệ, nghe dễ nổi cơn lên lắm. Tư duy mà không có trí tuệ, tư duy một hồi bực bội lắm. Mà tu mà không có trí tuệ, hồi người khác bực mình chứ mình không có. Cho nên nó mở đụng chuyện nó sao bực mình, khỏi cần bực, người khác nhìn mình ta cũng bực nữa. Cho nên không phải mình bực mình mà người khác bực mình. Người khác nhìn cách tu mình, người ta bực cái mình. Không có người nào tức sáng hết đó. Người nào tức cũng tối hết. Chỉ có cách sống của mình làm cho người khác bực mình thôi. Trên cái chữ bực mình nó để người khác nói. Còn mình không có gì phải bực mình hết đó. Mình có thấy mình đâu bực. Mình thấy người khác không hà. Mình không có thấy mình. Mình trời ơi dữ lắm. Mà mình tưởng đâu là mình gì? Trời con. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ thì mình rất trời ơi. Mà người ta nhìn mình trời ơi rồi cái say qua nó thôi đất hỡi. Cuối cùng là mình sống sao mà trời cũng kêu ơi mà đất cũng kêu hỡi. Thế thì khỏi cần phải than trời ơi tôi gần đất xa trời. Chắc chắn rồi, bây giờ mình đang ngồi đây là gần dưới đất và dĩ nhiên là phải xa trời rồi. Đâu có đợi tới ngày chết mới cũng gần đất xa trời đâu. Không biết sao sống ăn ở làm sao mà nó trời nhìn mình cũng trời ơi. Đất gặp mình cũng đất hỡi. Trời ơi đất hỡi. Như vậy của mình nó mất. Mà khi mà tham không được mà nó sân, mà sân xong rồi nó sân. Đại chúng cứ nhớ cái nghĩa đó thôi. Phiền não là một trạng thái khi lòng không còn bình an. Dù đó là một cái sự phiền não êm ấm hay bị phiền não không êm ấm. Ví dụ như mình nhớ thương một người nào đó, mình nhớ cháu mình quá. Con dâu mình đó, nó giận mình nó không cho tới thăm cháu. Rể nó giận nó không cho thăm cháu. Con mình nó giận mình nó không cho thăm cháu. Mấy tháng nãy nhà nhớ nó quá, buồn rầu cũng làm phiền não đó. Rồi bây giờ mình gặp một cái người nào mình thương, mà người đó mình trông người đó đi tới đây, mà người đó sao trông hoài không thấy tới. Mình cũng nhớ người đó. Mà nhớ người đó là một dạng phiền não. Nghĩa là khi cái tâm mình nó không còn bình an bình thường nữa. Cho nên á, Đức Phật phân tích chỗ này rất là hay nè. Con mắt mình là trần. Xin lỗi, con mắt mình là căn, nhãn căn. Khi mình nhìn một cái hoa là sắc cảnh, cảnh thôi nha. Nhưng mà nếu mình đắm chìm cái hoa này, mình đắm chìm với cái hoa này, thì từ cái cảnh nó biến thành trần. Chứ mới đầu nó chỉ là cảnh thôi. Nó không có đủ khả năng, nó lôi kéo mình, nó hấp dẫn mình, nó làm cho mình nhung nhớ nó, thì nó chỉ là cảnh thôi. Ví dụ bây giờ trong một buổi gặp mặt đây có cả trăm cô, mà không có cô nào mình đắm chìm hết, thì các cô chỉ là cảnh thôi. Cái gì mà làm cho mình bị đắm cái đó, nhưng nó được thể hiện bằng cảnh. Nhưng mà đắm sáu trần như mà. Tại vì chìm đắm là kiến sắc vô quái ngại, thị đáo pháp vương thành. Cái gì với mình hết. Cô này mặc áo xanh biết áo xanh, cô này mặc áo đỏ biết áo đỏ, cô này mặc áo tím biết áo tím. Nhưng để ý rồi, cô áo xanh đẹp dính mắt đó. Còn các ngài cái vị mình rồi á, đi ngang cái quán ni đây. Rồi bây giờ quý vị nào ảnh hưởng gì mình hết. Đó, kiến sắc phi can sắc kéo. Khi vương thành mình đã ở đây, cái sự tu tập á, không phải là chúng ta tập lại, tập cho nó quân bình phán xét, nghe lời. Đã đi chùa Nhật Bổn,
Hoặc một số chùa Việt Nam thỉnh thoảng bước vô chùa quý vị thấy, nhưng mà đa phần là chùa Nhật với chùa Người Hoa có hai vị Kim Cang. Hai ông Kim Cang đứng ngay cửa, một ông giơ tay lên, hả cái miệng ra, hả cành nhánh. Ví dụ như tham là một phiền não, nhưng mà chi mạc của nó là cành nhánh của nó là tham cỡ nào, tham cái gì, chứ còn nói chung là tham, nhưng mà chi mạc là tham tiền, tham sắc, tham cỡ. Thấy người đệ tử đang ăn, và cái tư cách gấp thức ăn, và cái cách nhai thức ăn, để hiểu được tâm trạng người đệ tử nó tham cỡ nào. Nó ăn mà nó sợ không kịp, nó nuốt, nó ngốn, rồi đã dậy rồi nó đang miệng thì nhai một hai cục, con mắt thì nó đìa cái dĩa đó. Nói theo từ thế gian nha. Rồi bắt đầu chẳng những vậy, mình ăn có thể hiện lên trong khi ăn, trong khi nhai là con mắt nó nhìn cái dĩa đó, rồi xong nó thấy nó khoái rồi, nó nhìn xung quanh, có cơ hội người khác gấp quá, nó cầm cây đũa nó gấp vô, để chén nó sẵn nữa chứ. Chỉ cần một bữa ăn là ông thầy biết đệ tử này nó tham dữ dội rồi. Tham qua con mắt, tham qua cái cách nhai, rồi thể hiện qua hành động. Cái đó gọi là chi mạc tham. Rồi bây giờ học cái này rồi, quý vị quán chiếu mình, nhìn lại mình gì là bắt đầu, mình muốn khoe khoang mình gì là bắt đầu nha. Mình điên rảo, điên vòng, rồi mượn người này người kia vô, lát mình promote mình lên. Đâu có nhau. Tu là mình thấy mình và mình biết mình. Cho nên á, có nhiều người hỏi thấy mình biết mình là gì, là minh tâm kiến tánh. Thấy rõ cái tâm của mình, thấy rõ được cái bản chất của mình. Không phải để làm gì, để mình điều phục nó lại, mình điều chỉnh mình lại thôi. Mà mình điều chỉnh được con người mình giống như mình điều chỉnh sắc đẹp của mình thôi. Cho nên ngồi thiền, tụng kinh, lại Phật là thời gian sửa sắc đẹp kinh. Thì khi mình đọc lời kinh thì cái nét mặt mình nó hiền từ, ánh mắt mình nhìn lời kinh, chứ ai đọc kinh mà trừng trộ sân giận lên đâu. Ai ta đọc kinh ta mắt ta cũng nhìn kinh, rồi thậm chí kinh nào mà hay quá mình ngồi mình thích thú với cái lời kinh, trời ơi sao nói giống con quá, con thấy con trong này. Thì tự nhiên lúc đó cái tướng, cái tâm hối hận của mình cũng có. Ví dụ mình đọc một cái lời trong đó nói ra những cái, ví dụ mình đọc kinh báo hiếu phụ mẫu đi, đến cái câu là thứ chín chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mê muội cả mười, không tường ân trọng đức dày sống thân. Chẳng kính mến quên ơn trái đức, không xót thương dưỡng dục cù lao. Ấy là bất hiếu mặt giao, vì những người ấy đời nào nên thân. Mình đọc cái có thể thỉnh thoảng mình dính mình trong đó. Đó. Chớ khi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Nhưng mà nói tới mình thì phụ. Còn vô số những bài kinh nói về mình với chúng sanh. Mình đối xử với người này như thế nào, mình đối xử với người kia như thế nào, vân vân. Thì khi mình tụng như vậy, tâm mình khởi phát càng cao vút lên chừng đó, những cái vọng tâm lo nghĩ gì của mình nó bật đi hết. Và lúc đó chỉ mình với là hết. Nhưng thiền qua lại cũng được, mà lại nhẹ nhàng, lại Quan Âm, Nam Mô Cứu Khổ Quán Thâm Bồ Tát lạy xuống. Rồi đứng lên, Nam Mô Cứu Khổ Quán Thâm Bồ Tát. Và khi mình lạy á, tiêu vô lượng tội chướng, nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp, nguyện cho con tập vô lượng phước đức. Mấy cái câu đó mình có thể, trong khi mình lạy như vậy, mình đem cái tâm mình chuyển hóa mình, đem cái lạy đó chuyển hóa mình. Lạy Phật xong, tâm trí mình nhẹ nhàng.
giờ đó là chỉnh sắc đẹp hết. Không có người nào mà ngồi thiền mà mặt mày nhìn xấu xí hết. Cho nên thỉnh điểm cười là một mình ăn mừng cho sự sống. Hồi sáng này Pháp Hòa nói, trong khi mình giờ và ngày mai, mình còn được bao nhiêu thời gian? Có một bác Phật tử nghe cái từ đó, mình nghe cái quỷ, nhưng mà có một cái quỷ thời gian, mình có một cái quỷ sức khỏe, nhưng mà cái quỷ nào mình chi nhiều thì cái quỷ đó nó hao nhiều, cho nên mình là thủ quỷ. Chữ thủ là giữ, mình là người giữ gìn tất cả quỷ của thời gian, mình thủ quỷ của niềm vui an lạc của mình, vân vân. Và mình đang là một thủ quỷ, chứ không phải đợi có tiền mới làm thủ quỷ, hay là không phải đợi tới đi đâu được bầu bán gì. Để Pháp Hòa muốn trở về cái bài kinh hồi sáng mình học, Đức Phật nói có những cái chúng ta học, nhưng mà cái học đó sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ cao đẹp, vô thượng. Còn có những cái học không cần thiết. Ví dụ như không biết đánh bài, khỏi học. Không biết hút thuốc, khỏi học. Ta nói trời ơi, nam mà vô tử như kỳ vô phong, nhưng mà cái đó nó đâu cần thiết đâu. Anh không biết cũng không có gì, không, trên đời này anh không có biết uống rượu chẳng có gì phải tội lỗi và nhục nhã với ai cả. Còn nếu mà nói ra là anh biết xong rồi, anh chỉ tốn kém thôi, tốn thời gian. Mà đó là chưa nói khi xỉn rồi, lời qua tiếng lại mít lòng nhau, hoàn toàn không có lợi. Thưa đại chúng, từ nhỏ tới lớn Pháp Quán thôi bài chín nút kêu là bài cào. Hồi nhỏ biết một món đó thôi mà đếm muốn chết luôn, tại vì Pháp Hoài dở toán lắm. Thì mỗi lần mà cầm bài lên mà nó nhiều nút quá, ngồi đếm không biết. Không biết chơi cờ tướng, không biết cờ domino, mà thậm chí trong lòng cũng chưa, Pháp Hòa ở bên nước Canada, Pháp Hòa không học chơi, không bao giờ đụng vô, không ai biểu gì mình cả. Định phải kiếm bài đó về học. Hồi nhỏ là không có bao nhiêu người dạy mình, biểu mình học sách gì đâu, nhưng mình tự nhiên loáng thoáng nghe và nhất định đi tìm cái bài đó để học. Và tới bây giờ vẫn là như vậy. Thỉnh thoảng trong đầu mình nó nhớ là một câu gì đó hồi nhỏ mình có thoáng nghe, mình chưa trọn câu đó. Bây giờ nó hay lắm, nó có Google hết. Cho nên trăm năm học binh, người nào mà đọc binh thơ á, thì người đó trong người rất nhiều những cái kế hoạch của chiến trận. Nhưng mà người nào mà đọc luật á, thì rất nhiều những cái hiểu biết về sự hình phạt. Nhưng mà học cái kinh sách của Phật á, thì cái hình phạt và cái chiến binh nó không có. Cái câu là học binh thơ cụ chiến, học luật thơ cụ hình. Nếu mình học binh thơ á, thì trong lòng của mình rất nhiều những binh trận, những trận pháp đánh giặc. Học binh thơ cụ chiến, cụ là đủ á. Học binh thơ cụ chiến, học luật thơ cụ hình, theo luật binh thơ cụ chiến. Học có nhiều khi là đánh bao nhiêu cây hay là gì đó, gia chu di tam tộc kinh Phật, cái tội phước, cái nhân quả, cái từ bi, cái hỷ xả. Bây giờ mình đó, đừng có làm quen với ma. Nó không có tới với mình mà mình đi tìm ma trong sách vở. Đã vậy còn search phim ma không? Làm phu là thí dụ một người xuống mà nói những cái mình học nó lợi ích và có những cái nó không cần thiết. Quý vị làm bầu show thì quý vị phải đi tìm có lúc này ca sĩ nào nổi tiếng để quý vị mời. Còn giờ mình là người đi thưởng thức thôi, cũng chẳng cần phải kìm. Mà ông thầy tu mà hỏi biết luôn cả lúc này ai nổi tiếng là mệt à. Không có tội lỗi gì hết, nhưng mà nó mất thời giờ của mình. Và hễ cái gì mà nó chen qua đầu mình, nó không có chỗ khác cho người khác, phải không? Cái đầu mình nó hễ cái câu đó nó chen là nó chật rồi, lâu ngày không có cái thánh thiện vô đó. Cho nên hãy để cái khoảng trống cho những cái gì cần thiết. Còn mình nhiều thứ tạp nhạp vô đây quá rồi, nó không cần thiết nữa. Nó không vô là nó dội ra liền. Giống như Pháp Hòa ví dụ như Đầu tiên bữa ăn ra ngó không chứ gì đó. Cái áo bờ thai nó ra. Hôm qua đọc câu kinh
tức cái mình quá nhớ. Câu đó hôm qua tôi đọc hay lắm mà không biết để đâu. Đó không? Đó. Mà cái chuyện gì mà người ta làm với mình hồi mấy năm trước không quên một chi tiết. Thậm chí nhớ luôn nó nói ngày nào, giờ nào, nó mặc áo gì, nó ngồi ở đâu. Nhớ hết không quên. Thì cái đó mình nhớ thì cái kia nó đâu có chỗ. Cho nên mình phải làm một cái computer và lâu lâu phải delete, lâu lâu phải clear hết mấy cái history. Tại vì the past is history, the future is mystery. Chỉ có hiện tại là cái present, và cái present là cái gift. Tiếng Mỹ là present. Và mỗi giây phút chúng ta sống là đã 60. Thấy không? Nhưng bắt đầu trở lại từ đầu mà chưa sống thật cho chính mình. Cái gì cần học chứ không học. Ví dụ như hồi đó, tại vì thầy cho mình, người ta không có mời mình ở nhà mình lo mình dịch kinh dịch sách, tại vì cái chuyên đề của mình là dịch kinh sách. Bây giờ mình là người dịch kinh sách mà người ta tới người ta mời mình đi tụng kinh, mình không đi cũng không được, mà đi thì nó mất thời giờ của mình. Và có những vị hòa thượng là không bao giờ nhận lời đi chứng lễ trai tăng. Thường thường gia chủ hay mời trai tăng á, hay là chùa chiền đám tang đám hỏi đám cúng gì hay thỉnh trai tăng, có những vị hòa thượng từ chối không đi. Và hòa thượng nói với Pháp Hòa, nó con biết sao thầy không đi không? Tại vì thầy mỗi ngày thầy chỉ có bao nhiêu thời gian thầy dịch sách thôi, mà ăn bữa dỗ lỗ bữa cày, đâu phải vô ngồi ăn liền đâu, vô đại đức. Thế là 49 ngày đã trôi qua kể từ khi mẹ già khuất bóng, lòng chúng con nặng trĩu. Bây giờ chúng con biết lao hỡi ơi. Rồi sau khi là bây giờ chúng con mới hiểu, mẹ còn đó con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Than ôi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi. Đó, quý thầy mới thấy nhiều khi trước khi ăn ngồi nghe một bài diễn văn. Rồi xong rồi cái cuối cùng ha, trước khi dứt lời, chúng con xin cảm ơn quý ngài đã dành cho gia đình chúng con cái gì gì đó ha. Giờ đây chúng con xin hòa thượng nói chiều khi pháp nhũ đã không nghe mà chọn cái này ngáp lên ngáp ở giữa đó hồi á, nó hết nước hết than. Thật ra cái đó là nói cho vui, nhưng mà ở đây quý ngài nói là nhiều khi quý ngài từ chối là vì quý ngài không phải khinh chê gì ai, cho nên muốn làm chỉ với ái mộ bậc thánh. Tại sao thêm bạn nó đánh cái là mình nói sao con ngu quá con không đánh lại, đó là mình cũng dạy cho con. Rồi nói con thấy cái đó mà con không lấn nhầm đó. Khi quý vị thấy phim Tàu nhiều tập không, đánh một cái rầm trước khi chết nhớ trả thù cho cha. Sao ông tắt thở, nói được không câu đó? Rồi bắt đầu cha, rồi bắt đầu nó rống lên con sẽ trả thù cho cha. Bắt đầu qua tới cái tập thứ hai rồi 18 năm sau. Rồi bắt đầu vậy, có phim dài nhiều tập chứ mà. Rễ má trong đó mà mình không biết đó. Cho nên có nhiều khi người ta ngồi thiền nhưng người ta vọng cầu. Thiền của Phật giáo không có vọng cầu. Cái chân chánh ngồi thiền là những giây phút định tâm mà ngồi mình vọng tưởng bản nhất là chúng ta có. Làm sao mà thiền định chánh, mà người có thiền định chánh, có giới chánh, có giới của bậc cầu vô thượng. Hồi đó có một buổi sáng mình dở ra, lịch nó có 365, cũng là một cái điều tốt, thêm cái phần nhớ. Tờ lịch vò dục một cái đi, đọc một cái cũng được, rồi mình quên cũng không sao, nhưng ít nhất mà người ta đăng lại. Thí dụ người ta để một câu thôi, ai ơi thương nhau. Thậm chí người ta nhiều khi mình đang tiếc cái gì đó, tự người ta ba đời nó.
Cho nên mình vò đọc cái câu đó, cái cuốn, một cái giây phút chúng ta dừng lại mà chúng ta tư duy được cái cao siêu, cái đó là thiền của bậc thánh. Một cái giây phút mà chúng ta xả được những cái phiền não của mình, đó là trí tuệ của bậc thánh. Có thể mình chưa được làm trí tuệ bậc thánh permanent, không? Temporary cũng được. Mình đi làm mà nhiều khi người ta không mướn mình full time, thôi part time cũng kể cũng được, có đồng vô đồng ra. Memory của mình giờ không có full time, nó part time. Mình thành Phật full time không được, mình thành Phật part time thôi. Giây phút nào mình thành Phật. Cho nên Pháp Hòa có làm một cái bài kệ ngắn, thì giây phút đó, giây phút đó mình giữ bậc thánh, gọi là quả dự lưu, giữ vào Dâu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm lưu, đi vân vân. Mà quý vị không có đi mấy chỗ đó, quý vị nghịch dòng đi vô đây, từ dòng bên chùa trôi qua tới hội trường này đó, nghịch dòng chứ gì nữa. Bình thường của một cái weekend ở đây, nhưng mà đứng dậy ít nhất cũng lượm được một vài chữ gì bỏ túi để an ủi em chứ. Tuệ bắp vế nó rớt hết trơn, trí tuệ rớt xuống hết. Ít ít em nhận tới. Mình nhìn nó làm tăng trưởng nhức nhối một chút, tại vì từng đoạn ruột vậy đó, không phải ruột. Mang lại cái lợi cho mình, cái danh cho mình, thì Đức Phật nói nếu như mà mình phục vụ được cái đó cho cái mặt làm ăn, sự làm ăn, sự nghiệp của mình, thì nếu chúng ta có được thêm thời gian để phục vụ những cái điều chân chánh. Ngày hôm qua Pháp Hòa được biết á, là người ta cúng cho chùa mấy cái liều tới thứ năm thứ sáu gì mới nhận được. Tối hôm qua Pháp Hòa về đây là 11 giờ đêm, là lúc đó các chú mới vừa xong cái phần trang trí. Sáng hôm nay mình tới là quý vị thấy mọi việc gọn sạch tươm tất không? Thì trước đó 1-2 ngày cả tuần là đã có người phục vụ. Hôm nay chúng ta ngồi đây, hồi trưa này có người phục vụ thức ăn, giờ đây chúng ta ngồi đây thì có người đang phục vụ mình bữa cơm chiều. Như vậy những người đó đâu phải giải, nhưng mà người ta cũng vẫn đi làm. Đáng ra là người này người kia nè. Và chúng ta phục vụ con, chúng ta có suy nghĩ cao hơn là không phải chỉ nhiêu đó thôi. Thời gian có nữa chúng ta dành để phục vụ tha nhân, vì đó là thời gian chúng ta tạo phước. Ngài Phú Lâu Na là đệ tử lớn của Đức Phật. Cái mà thầy đến đó giảng kinh, thì Ngài Phú Lâu Na do bạch Đức Thế Tôn, con vẫn thấy họ hiền, tại họ mới chửi con thôi, chứ họ chưa đánh con. Đức Phật nó rủi họ đánh ông thì sao? Nói dạ con vẫn thấy họ hiền, chỉ mới đánh con bằng tay. Dạ họ, và họ đã giúp cho con hoàn tất, vì con đã chết cho chánh pháp. Và cùng thấy có những người, người ta biết hy sinh cho cái chung. Cho nên trong cuộc đời chúng ta nếu nhìn kỹ là cả một cuộc đời đâu có lãnh, không có thầy nào mà mình chỉ biết đem cuộc đời của mình đóng góp được cái gì cho chùa, mình nhận cái này. Còn mình dự trù là tôi tháng này là tôi nhận được 500, mình hít cái gì mình nói rồi tôi sẽ có 500 sắp tới. Tức là trong đầu mình vẫn có một cái điểm nào đó để chúng ta nghĩ đến. Ở đây phục vụ thì quý vị nhìn các vị trụ trì ở nước ngoài là quý vị sẽ thấy trụ trì với chú tiểu là giống nhau. Tại chùa có mình á, chùa nào mà chỉ có thì thầy hòa thượng, tại vì thỉnh thoảng cũng có này nhìn nó sao? Các Phật tử khác thì lạ lắm, nước ngoài đi coi khám đi đó, thì phải Pháp Hòa nói sư cô tạo đem xuống cho Phật tử dùng.
Thật sự ra mình, tại vì Pháp Hòa từng hay hỏi lắm, mấy thầy mấy cô bữa nay mình có đủ thức ăn cho Phật tử không? Tại vì Pháp Hòa luôn luôn quan tâm cái chuyện đó. Phật tử đến chùa mà nhiều khi mình đâu có dự trụ, mình nghĩ có 500 mà giờ lên tới 700 thí dụ vậy, thì cái số hụt đó mình phải chạy. Nhưng mà đại chúng sẽ hoang bắt buộc nữa, tại vì còn, cho nên cũng không có gì sân si cả. Mà cái đó nó thể hiện được cái tinh thần người phục vụ và người nhận cái phục vụ. Và chúng ta nhường cũng là một hình thức phục vụ. Cho nên trong cuộc đời này, Đức Phật nói có những khi chúng ta thấy vui khi chúng ta phục vụ được ai đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta phục vụ để cho cái bản ngã của mình, cho cái quyền chức của mình, chứ không phải là cho một cái mục đích cao đẹp khác. Có cái ông đó, ông làm đánh xe, làm phu xe, người chạy xe cho một vị quan thôi. Thì một hôm nọ ông đi trên đường, thì bà vợ ông đi chợ thấy cái tư cách của ông vậy, bà về bà ôm gói, bà chuẩn bị bà dọn ra. Thì gặp lúc ông đi về tới, ủa bà đi đâu? Nói tôi hôm nay đi chợ thấy ông đánh xe cho quan. Mà cái không chỉ là một ông quan, nói chữ quan nghe nó lớn chứ, một người phu xe đánh xe cho quan trên trời nè. Rồi cái điểm đó thôi. Thì cái ông này quan làm chức cao hay hỏi có ý thấp, em sẽ may vạt trước ngắn hơn vạt sau. Nếu quan làm người là quan lớn, em sẽ may vạt hơn vạt trước, sao cho nó dài một chút, nó mới bằng chứ không thôi. Cao cơ không? Cao cơ lắm á. Ông đang điểm đạo trong quan đó. Ông quan gõ đầu cái bóp nhiều chuyện. Thời của chúng ta cái gì? Lần đầu tiên. Cho nên mình sống cái thái độ gì? Bất cần. Nhưng mà có những cuộc sống đó, chúng ta cần cái gì đó, cái tự nhiên chúng ta thấy là mình cần. Thì mình cần thì buộc lòng mình phải sao? Phải có những cái phụ thuộc, những cái phục tùng. Gì chúng ta có làm đi nữa, nhưng tại sao phải, nó không phải là cái sống thứ gì gọi là bất hạnh. Không thiếu gì mình lo, tại vì cái đó là cái hiếu. Giống có cái chuyện gì tôi phải làm hết đó, cái giờ tức rõ không? Đó là cái cuộc sống mà chúng ta phải ý thức. Cho nên nhiều khi á, mình nhịn đứa con không phải vì mình thua lỗ gì nó đâu, nhưng mình biết mình nhịn nó một câu như mình cứu vãn cuộc đời nó. Vì nó mà nó tức mình, nó giận, nó bỏ đi, thì cái khổ đau là về nó. Cái nó cuối cùng cũng là mình. Nhất thời phong bình, sống làm thấy cả đất trời mênh mông. Cái nữa mình mất mấy hơn người ta thôi, mà cuộc sống nó cứ lại rãi, nó cứ đều đặn như vậy. Từ cái chuyện lái xe cho đến lời nói, cho đến hành xử trong cuộc sống. Nhưng mà chỉ cần chúng ta đem cái tâm chúng ta nhịn là vì phục vụ, mà phục vụ vì cái gia đình này, vì đại chúng, thì tự nhiên cái phục vụ đó trở thành ra cái phục vụ vô thượng. Tùy cho cái chung. Nhờ như vậy đó mới có những người biết hiền, nhận những cái lắm, làm cho mình người trẻ khó chịu lắm. Nhưng Pháp Hòa hay chỉ cho mấy em trẻ cái cách nhìn. Mấy đứa nghĩ đi, bà cụ này bây giờ đáng tuổi bà nội bà ngoại mình, giờ này bà ở nhà bà ngủ mất đất rồi, bà coi phim tàu, bà coi cái lương ai làm gì bà, vậy mà vẫn vô chùa làm cực khổ. Thôi kệ, bà la một chút, bà la cho bà khỏe. La Hán mà còn kêu la mà kêu La Hán đó. Phải qua đùa vậy đó, để cái đó dẫn nấu cơm cho mình. Nhiều lúc giận đừng đem tới đây, tao không giữ nữa. Nhưng mà chừng 2 ngày, ê nói vậy giận thiệt hả? Thương mình, còn mình. Nhưng mà ngược lại, đời sống ở đây, ở Việt Nam, họ trước tên sau, còn qua đây họ trước, tên trước họ sau, nổi cái tên họ mà còn nhiều khi lộn tùng phèo. Nó có đảo lộn cũng là chuyện bình thường. Nhưng cái quan trọng là chúng ta học cái thức thời, học cái biết việc, biết lúc. Cho nên người biết sống không bao giờ mà sống không dễ thương, không bao giờ mà sống không an vui. Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ biết là sống thôi.
Mà phải biết sống nha. Phải biết sống thì sống mới vui. Cũng giống như ăn gì cũng sống hết, nhưng mà kêu sống nhăn. Ủa mới sáng sao đừng sống lại luôn. Bạn xấu, Như Lai hệ đến mục đích, nhớ nghĩ đến Như Lai, chánh pháp những bậc đạo đức năng giúp người phàm, nhớ để chúng ta nuôi tiếp. Nhưng mà quý vị nhớ rằng trong cuộc đời này á, nếu nói cho cùng á, dù là con người đó mình thân thương, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Già, bệnh, chết nha. Rồi cái thứ tư nè. Tất cả những gì tôi thương yêu, rồi một mai này tôi phải xa lìa. Tôi không thể nào tránh được giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Xa lìa là xa lìa người thân, còn buông bỏ là buông bỏ của cải vật chất. Giây phút này chúng ta đều phải có. Cái cuối cùng, tôi không thể nào mang thêm được bất cứ cái gì theo tôi, chỉ trừ tội với phước. Năm điều chúng ta quán. Khi chúng ta quán được như vậy đó, thì những gì mà chúng ta có mất thì chúng ta có nhớ, nhưng mà không để cái nhớ đó chầm chìm mình, mà cái nhớ đó sẽ làm cho mình sống. Nếu chúng ta mà vươn lên và thực hiện theo cái chí, thì nhìn phụ mẫu quan kỳ hạnh, mà cha mẹ quá mẹ nấu, và thậm chí mẹ chưa nấu mình mới nói nấu ăn, người cảm thấy, tại vì nhớ cái đó mà chúng ta nhớ. Còn nói theo tiếng Hán là niệm Phật. Như vậy quý vị đừng có lầm ha, cầm chuỗi lâm râm kêu niệm Phật nha. Cầm chuỗi lâm râm là trì danh niệm Phật. Còn khi nào mình ngồi đâu mình cũng nhớ nghĩ đến Phật á, thậm chí á, mình nhớ Phật dạy cái gì mình làm theo á, cái đó cũng là nhớ Phật. Tại vì chữ niệm là nhớ, giống kỷ niệm, lễ tưởng niệm, chúng ta niệm mà trong nhà Phật hay chứ trì danh Phật. Chờ không nhớ pháp, tại vì đâu có nhớ có lợi. Mình nhớ với họ hoài thì mình lại thường không nhớ. Gì mà mình thích ít khi nào mình nhớ. Thử bây giờ người ta làm 100 chuyện tốt không nhớ bao nhiêu, mà ta chỉ cần một lần làm sai thôi, phải không? Người xưa hay dạy mình câu đó đó. Mình làm 1000 điều tốt chưa chắc người ta nhớ, chỉ cần một lần làm sai người ta không bao giờ quên. Nhờ nhớ như vậy đó, thật ra nhờ nhớ như vậy đó cho nên cũng thúc liễm mình dữ lắm. Mình thúc liễm mình dữ lắm. Thì thưa đại chúng, trong cái câu này Đức Phật dạy, chúng ta nhớ tài sản, chúng ta nhớ nhà cửa, tại vì những cái đó nó sẽ làm cho mình trầm luân, tại vì nó thủy chung nó không thuộc về của mình, vì nó đã hết pin. Cảm ơn. Thôi rồi con chị đâu em ơi. Quý vị thấy vừa rồi ở bên Maui, Hawaii cháy cả một cái city. Rồi năm nay á, Canada cháy rừng sự tắc. Và người ta tổng kết á, những tổn thất hàng tỷ tỷ. Như vậy rõ ràng Đức Phật dạy tiền của là tiền của nước trôi. Gần đây là mình thấy nhất á, có những nơi, những trận mà gọi là không nước trôi thì lửa cháy, không lửa cháy thì trộm cắp, không trộm cắp thì con phá của. Mà sự thật là mình đã từng thấy những chuyện đó trong cuộc sống này. Gần đây có nhiều nơi bị trộm cắp và người ta đã báo động rất là nhiều. Thậm chí bây giờ có những cái vùng á, cho nên cái cuộc sống của chúng ta, mình nắm cái đĩa trong tay chưa chắc, nhưng mà thậm chí mình đi mua một ta không bán, người ta đổi ý. Bị hoài chứ vị.
Cho nên mình thấy rằng không có một ông bác sĩ nào ổng lên một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân nào mà ổng bảo đến 100% là đường để ta đi nữa nhé. Chỉ có một cái nó chắc thôi là chết chắc. Thế nào rồi đó. Và không có cái gì, không có một nỗi buồn nào nó ở với mình, gì rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Phải không? Hiểu được như vậy đó. Hiểu được như vậy thì chúng, nhưng mà quan trọng là cái nhớ đó, cái tiền mình đã mất. Nhớ người đó. Mà mình bị tiền này từ đâu, tiền mà bây giờ mất luôn cả niềm an lạc suốt cả 3 năm thì nó đâu có đáng. Cho nên phải thấy cái đó để chúng ta có thể buông xả nhẹ nhàng. Thì thấy được như vậy đó, nhà Phật dạy cho chúng ta là không đâu. Tình là tình như không. Pháp Hoa có tới đây chỉ ngày mai này thôi, thấy không? Là mình sẽ chia nhau tay nhau. Mấy anh mấy chị thì cũng theo kiếp. Cái hoa này nó có không? Có. Nhưng mà nó không thật có. Vì không thật có cho nên ngày mai nó sẽ héo một vài cánh. Chúng ta cái bông này, chú Phước Hải này làm gì được, nhưng thành một ngôi chùa. Ước vọng pháp hiện tại, thực trong giây phút hiện tại, mình còn những thằng học hỏi, nó đưa tới cuối đời người ta đều tăng ni và cư đều sống trong Phật đi. Nhớ nghĩ tới tăng, chúng ta có niềm tin bất hoại với chánh pháp. Quý vị nhớ, nhân hư đạo bất hư, đạo không có sai, chỉ con người sai. Thì cơm nhà cơm khác, nghĩa là người ta vẫn chỉ cái công thức nấu cơm, người ta không có giấu. Chị anh không biết lửa, nước, điện vân vân để làm cho nồi cơm anh không có mặt, chứ không phải người ta chỉ mình sai. Đừng thấy một vài cá nhân nào làm điều không đúng để rồi cả cái tính tâm của mình nó lui sụp. Cái vậy thì chúng ta mới nhưng mình tha thứ, mình dư câu để mình chửi nó đó. Đưa nhàng với tất cả mọi cái bất thiện pháp trong cuộc sống của mình và vẫn pháp cao thượng. Khi mình người Phật tử mình tu á, mình làm sao cho cái tâm mình mỗi ngày nó mỗi sáng như trăng. Mà nhiều sáng của mình á, nó không cần chi mà là ghê gớm lắm. Chỉ cần mình bỏ đi được cái phân biệt chùa ta, chùa người, thầy mình, thầy tôi, thầy đầu, thầy đuôi, thầy tôi là thùi cây, thầy con là thòn cây. Cho nên thầy tôi và thầy, tại vì trăng là trăng của chung. Năm 23 và trăng của 2600 không, chúng cách đây đó là một cái hạnh phúc lớn. Nhiều khi mình đến đất nước cái mình kêu người ta người ngoại quốc không. Hôm nay tôi gặp một người ngoại quốc. Nhưng mà lẽ ra mình mới là người ngoại quốc. Thật ra thì mình muốn gọi gì mình gọi. Nhưng mà trong cái lời gọi nó cũng đã thể hiện một chút gì đó. Chúng ta có cái phân biệt. Phân biệt là có dính mắc, có khổ đau. Thôi, thầy không có mấy vị. Mà mình ngồi đó mình chia rẽ thì là một cái khổ đau. Cái cách sống của mình, cái cách của mình nó đã thiếu. Mà mình gần, mà mình có phương tiện mình đi, nên đi nghe. Tại vì mình đi nghe pháp chứ không phải đi lớn nhỏ, giàu, nghèo. Nó không dính dáng gì hết trơn. Nơi đó không có pháp, nơi đó không phải chỗ mình ở. Ráng ở, dọn lẹ.
Còn nếu nơi nào mà có pháp mà có cho mình ăn, ngu diệm ở. Đó là lời Phật dạy. Tại vì cuộc sống của chúng ta đó, mình ăn thì chỉ có một cử thôi, nhưng mà hành xử thì suốt. Nhưng nếu không có pháp thì hành xử mình dở lắm. Bước ra cửa là đã gây hấn rồi, một cái nhìn qua là đã gây thù rồi. Một chúng ta có Phật pháp là chúng ta một ngày ăn ba cử nhưng mà hành xử thì suốt ngày. Thế thì chúng ta không học pháp thì chúng ta biết cái gì hành xử? Mà nếu chúng ta có hành xử là toàn là xử đẹp và hành hạ. Cho nên cái ứng xử chấp Phật pháp trong đó. Vì vậy chúng ta gọi là Phật tử. Quy y Phật là để cho chất Phật được nằm ở trong tâm của chúng ta. Tại vì nếu chúng ta quy y Phật rồi, càng rỡ như bình thường gọi là gì? Tục tử. Chỉ có người tục tử mới ăn miếng trả miếng, mới phân biệt thế này thế. Huống chi Phật tử với nhau mà còn phân biệt chùa này với chùa kia. Không, tôi đi chùa này tôi cũng đi chùa kia, tôi đi chùa tôi cũng đi chùa chị. Ai hết. Lý do là vì nó thuận ở đâu mình đi đó. Mà đặc biệt là dù nơi đó có pháp mà có xa nửa tiếng cũng đi. Tại vì mình đi là mình nghe pháp. Mà chỉ có khi nào mình nghe được pháp thì chúng ta sống với giới pháp. Cho nên cái câu là thất giả thịt chướng, lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thì pháp luân thỉnh Phật trụ thế. Bây giờ Phật đâu còn đâu mà trụ. Nhưng mà Phật trụ thế diệt tịch diệt, nhưng Phật vẫn còn đây. Tại vì mình làm sao để người ta nhìn ra. Ta nhìn là ta biết liền. Chứ mà người ta nhìn mình để ta nhìn ta biết mình là Phật tử. Cho nên trong kinh nói rằng á, chúng ta còn phân biệt là còn dính mắc. Mà còn dính mắc là còn khổ đau. Chữ dính là chấp vào đó. Ngày xưa có một thầy, một vị thầy đó được một vị cúng cho cái y. Thì thầy đó chưa kịp mặc cái y đó, thầy đã chết đi. Thì thầy đó tiếc rẻ và thầy đó nói là y đó của tôi. Và quý vị biết cuối cùng thầy đó chết thành một con rệp nằm ở trong cái lá y đó. Và lúc đó Đức Phật mới giảng cái kể cái câu chuyện đó. Vì thầy tiếc rẻ cái y đó. Chứ mà trên vô trong chùa chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là của thường trụ. Nhưng mà chùa chiền á, chúng ta gọi là thường trụ thường trụ. Tại sao? Vì chùa là cái vĩnh viễn ở đây. Vị trụ trì có chết đi, chùa này cũng không có dời đổi đi đâu hết, không có bán buôn gì cái chùa này hết. Thì cái chùa này mãi ở đây, cho nên gọi là thường trụ thường trụ. Hiểu không? Thường trụ nghĩa là chùa viện thì xây cất ở đó, thì nó nằm ở đó, có cái quyền đem nó sang bán cho ai, cho ai hết. Đồ đạc của mình, thí dụ như y áo mình mặc nè, phải không? Y áo mình mặc là hiện tiền, hiện tiền. Hiện tiền, hiện tiền là gì? Hiện tiền mình đang sử dụng. Mình chết rồi mình không có mang theo hết, mình để lại người khác người ta mặc. Thí dụ mình có 10 cái áo, chết rồi liệm giỏi lắm 3 cái chứ không lẽ liệm hết 10 cái. Thì chừa lại 3 cái, người nào mặc vừa người ta đó, ta mặc. Ở trong chùa là vậy đó. Một thầy nào viên tịch thì y áo của vị thầy đó chỉ liệm một cái thôi. Liệm một cái y thôi, mặc dù thầy đó bình thường thầy sống thầy có 3 y. Nhưng khi thầy chết đi á, mình liệm một y thôi. Đó là y thứ 7. Tại một thầy tu có 3 y. Y đầu tiên là 5 điều, 5 cái sọc xuống. Y thứ hai là 7 sọc. Y thứ ba là 9 sọc. Chúng ta gọi là ngũ điều y, thất điều y và cửu điều y. Y thứ năm là để mặc làm việc. Y thứ bảy là mặc tụng kinh hàng ngày. Y thứ chín là để đăng đàn thuyết pháp.
Như vậy cái y thứ bảy là cái y thường nhật mình sử dụng, cho nên thầy đó mất đi đắp cái y thứ bảy cho thầy. Vì cái y đó là cái y thường nhật của thầy sử dụng, còn những y phục khác để lại để người khác dùng. Vì nó là của hiện tiền thì để hiện tiền. Ở đây là hiện tiền. Thí dụ như người ta đem cúng vô đây bao gạo, nó nói cúng chùa bao gạo, thì tất cả chúng ta đều có phần ở trong đó. Thì mình làm vậy cũng không sao, nhưng mà có cái lỗi không đúng pháp. Không đúng pháp là của thập phương bá tánh mà mình không chia sẻ cho mọi người. Cho nên trong luật chùa nó có hết chứ, nó có quy định hết chứ. Mình hiểu được như vậy cho nên mình vượt thoát những cái gì. Thí dụ thầy đó có mất đi, thầy có tiếc rẽ y áo của thầy, thầy cũng nhớ được lời Phật dạy. Hiện tiền mình đang sử dụng mất rồi để người không được sang nhượng bằng cái hình thức khác, thì gọi là thường trụ. Thường trụ, quý vị hiểu được chỗ đó hả? Hiểu được như vậy cái bắt đầu mình cũng mở lòng mình ra chia sẻ với mọi người, là không còn tâm phân biệt. Tôn giáo mà không còn không phân biệt thì bây giờ mình chung nhà với nhau mà phân biệt. Con chúc thầy sức khỏe. Thầy cho con hỏi Phật có thật hay không? Phật có phù hộ không? Cho những lại Phật và nói cầu Phật phù hộ cho những điều mà họ cầu nguyện không? Thứ ba là cầu vừa đủ xài có trong đạo Phật không? Này chắc muốn làm ăn. Thưa đại chúng, trước hết hỏi Phật có thật không? Thì chúng ta hỏi là vị câu hỏi này muốn hỏi Phật nào? Phật lịch sử 2600 năm hơn về trước, tại miền Bắc Ấn Độ có một thái tử tên là Sĩ Đạt Tha. Và vị thái tử này đã rời hoàng cung để tu tập và trở thành một người tỉnh thức giác ngộ. Và người thời đó Ấn Độ gọi vị đó là Buddha. Buddha nghĩa là người giác ngộ. Buddha là tiếng Ấn Độ. Tiếng Anh không có chữ này, cho nên Buddha, chữ Da là a person, là người tỉnh thức. The awake Buddha thì cũng phải theo thời gian năm tháng, đó là sanh ra đời, già bệnh rồi mất, bệnh chết, cho nên ngày chết không có khổ, bình an. Còn mình khổ khi mình già, mình bệnh và âm chết. Cho ví dụ lỡ mình chết bắt đầu thì Đức Phật lịch sử là Đức Phật có thật theo cái luật vô thường. Đó là cái sự giác, cái tự tánh giác gì không có hình tướng, cái đó mới bình thị hư vọng. Ví dụ như cái chùa đó do gỗ ráp lại mà con người nó tuyên bố nó cái quan niệm của mình. Tại vì Đức Phật cũng dạy mình đó là con đường trung đạo. Nhưng mà đó cái tự nhiên Tết năm nay đủ xài, không chừng tốn rồi nha, tốn mua cái dĩa đó đó, tốn mua cái dĩa cầu vừa đủ xài đó. Đủ đâu chưa thấy mà thấy tâm tư của mình suy quán, chứ không phải do mình đặt cái dĩa trái cây. Nhưng mà con người chúng ta lấy biểu tượng, lấy biểu tượng để mà làm một cái ý nghĩa cho cuộc sống. Ví dụ như chùa để cái chuông, cái chuông là thỉnh một cái bon, cái nó ngân 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 vậy, cái người ta nói ô cái bon là cái buông, ô bon là bưng, cốc 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 liền thôi. Chứ còn các tổ hồi xưa các ngày đâu có biết cái vụ mà bưng với bốc hay bỏ với buông gì. Nhưng mình nghe cái tiếng chùa tự nhiên mình nhẹ nhàng liền, phải không? Thí dụ mình là Phật tử nghe tiếng chuông nó trời, tiếng chuông thanh thoát quá. Nhưng mà cái người kia họ ở xa cũng tiếng chuông chùa. Mà với người thích tiếng chuông thì tiếng chuông này nó màu nhiệm. Người không thích tiếng chuông này thì tiếng chuông này. Cái bông á, nó có cái tên là bông vạn thọ.
Nó nở mùa hè nó cũng nở chứ. Mà Tết cho mình thích kiếm vạn thọ mình chưng. Để làm chi vậy? Cho vạn tuổi, tuổi thọ vạn tuế. Nhưng mà mới có 80 rung muốn chết rồi. Nhưng mà con người chúng ta thích cái làm cái gì có cái biểu tượng. Chừng cái trái gì? Trái tắc á. Hỏi cây này gì? Cây tắc. Mà nếu mà tiếng Việt Nam mà cây tắc là gì? Tắc. Nhưng mà người Quảng ta kêu cây quýt là gì? Câm cáp, câm. Giống như cái bắp cảo, cải kim chi, không có dính dáng gì chuyện hên xui tiền bạc gì trong này hết. Nhưng mà người Tàu người ta đọc bạch tròi, bạch tròi, bạch tài, bạch tài. Người ta kêu trái dừa cho người Tàu, người Tàu không biết trái dừa là gì hết. Cho nên người Việt Nam mình lấy cái ý đó cũng đặt ra, cầu dừa đủ xài, cầu dừa đủ xài, mới 4 món à. Mà lẽ ra là có nhiều người nói sung là sung mãn. Thôi em đề nghị để chùm chôm chôm lên, chôm vừa đủ xài. Tại sung mắc công gây đúng không? Cho nên đủ hay không là do mình, chứ không phải do cái đó. Rồi sẵn đây nói chuyện ăn sai của mình. Chứ đâu phải mình thờ cái ông đó là mà ổng cho mình giàu đâu. Mà trước hết là mình tốn tiền mua hai ổng về rồi đó. Chưa nói là mình muốn cho linh là đem lên nhờ thầy chú nguyện. Không lẽ thầy chú xong mình không cúng. Rồi thầy chú xong cái mình cúng dường. Ổng đem tiền vô cho mình đâu, ổng thấy mà thấy tốn rồi đó. Mình thờ ông thần tài. Vì quan niệm người xưa là gì? Thổ sanh kim, cho nên thờ thần tài thổ địa. Ngũ hành tương sanh, lòng đất sanh thủy khắc. Vậy thì trong lòng đất có vàng, trong tâm người có của. Chia năm, chia ba gì hết đó. Mãi mãi nó còn của đó. Cho nên thờ là để nhắc nhở cái ý niệm, chứ không phải mình thờ là được. Không phải mình thờ là được. Cho nên rồi á, bây giờ mà phải ga hết nha, để gì xả hết ga. Đi ra ngoài đường mình cúng bình ga không có còn gì, lắc lên nó nhẹ tưng, hỏi sao vậy? Hết ga. Thêm kẹp, thêm bó xả, xả hết. Là cái tư duy và cách sống của mình. Ví dụ như quý vị thờ Quan Âm để cứu khổ cũng được, mình mang cái ý niệm đó cũng được. Nhưng mà mình phải nhớ rằng Đức Quan Âm vì sao cứu khổ là tại vì Ngài có khả năng lắng. Mình thờ Quan Âm để mình trở về, mình nghe những khổ đau, những phiền não trong lòng, trong nhà, trong nhà là biểu tượng nhắc nhở ý niệm cứu khổ. Chứ không phải mình thờ Ngài cái mình được cứu khổ. Mà Ngài tìm hiểu lại với nhau. Để vì một câu hỏi là khi con đọc và nghe là gì? Đức Phật đến cuộc đời này như thế nào? Đức Phật ra đi cũng giống vậy. Nghĩa là Đức Phật vẫn sanh ra đời và vẫn mất bình thường như vậy. Đó là cái hiện tượng bình thường của thế gian. Vì cái pháp nào có hình tướng thì pháp đó phải hoại diệt. Nhưng vì cái tâm của mình thấu rõ cái bình an trước mọi cái đến đi suy thịnh thì gọi là như như bất động. Còn cuộc đời này nó qua lại, nó đến đi. Phải như vậy. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Cười là hồ già đến rồi. Mới trước mắt của mình mọi việc mỗi ngày mỗi đi qua, mà con người mình, nhưng mà cái gốc bạc nó vẫn còn đó, chứ mình chỉ đã phai. Nhưng đối với này, đừng bảo lá vàng lá rụng. Đó là sự hiện tượng đến đi của cuộc đời. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có nhớ nhau mới xa nhau. Chuyện bình thường vậy đó. Đó còn chuyện like nè. Đó ví dụ như người thương lại nói chén này của sư cô, mà mình á giận lên tức lên là mình bị cái pháp gì, pháp đến pháp đi nó lôi mình. Còn lai ồ mình đến đây không có cái chén gì hết,
Cuối cùng thì bây giờ mình không có chén, vậy thôi bình thường. Tự nhiên buồn cái người nằm tay chén đi, mình trở lại cốt khỉ hoàng cốt khỉ bình thường. Cho nên người xưa có câu gì? Giàu ảnh đi thi rồi cái trên đường ảnh nấu một cái nồi kê ảnh ăn, mà trong khi đợi kê nó nở thì ảnh lại thiếp ngủ. Trong khi ngủ anh thấy anh giàu, anh giàu sang, anh thế này thế kia, giật mình tỉnh dậy thấy mình tay không, nồi kê đi thi rớt, buồn đời quá, tấp ở dọc đường ngủ trưa. Trong khi ngủ trưa nằm chiêm bao, thấy Đỗ Trạng, Đỗ làm một phò mã được vua gả cho công chúa rồi được giao, ảnh giật mình, ảnh la cứu con với, cứu con với. Thì ra ảnh ngồi ngay cái ổ kiến, kiến nó cắn ảnh. Giật mình vậy. Nhưng mà giật mình thấy vậy thì mình thấy suốt cuộc đời nó chỉ là một giấc mộng thôi. Cho nên cái giấc chiêm bao mà chúng ta nằm, mà chúng ta ngủ, chúng ta chiêm bao là tiểu mộng. Còn cuộc đời chúng ta đang ngồi đây là đại mộng. Đại mộng. Có một bác hồi nãy gặp Pháp Hòa, trời ơi thầy ơi, không ngờ 10 năm sau còn được gặp thầy. Quý lắm, tại vì tuổi già sức yếu, đâu có biết 10 năm mà nó dài như vậy có được gặp không. Cho nên được gặp nhau thì hãy cứ vui, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như nước mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên như là bất động, lai thì cứ đến đi, người đến kẻ đi, hay là người Việt nó vui nó buồn, hôm nay nó buồn mai nó vui, chuyện đó chuyện của thế gian. Chúng ta phải giữ tâm cho bình an trước mọi cái thay đổi. Hồi nãy em nghe thông báo là đi vô trong trong cái ho ở bên trường học để nói pháp, để sinh hoạt phải không? Tới hồi em ra em thấy mọi người ngồi đây, không lẽ em nói không, nói không đúng chỗ tôi vô. Bình thường thôi, vô kia thì qua kia, mà ở đây thì ở đây. Cái vấn đề là chúng ta được ngồi để nói, mà ngồi đây thì nó mát thiệt, nhưng mà nó bị phiền bởi chiếc máy bay. Cuộc đời không có gì trọn vẹn hết. Vô kia thì yên ngã, nhưng mà nóng nảy, không có được thoải mái thoáng mát như ở đây, phải không? Thành thử ra cứ lấy cái đó mà chúng ta nhìn đời thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng như một đức Như Lai. Hiểu chữ Như Lai chưa? Lai thì cứ tùy duyên mà đến đi, như thì như vậy không thay đổi. Hôm qua con có học được từ trăng của ngày rằm và cuối tháng, hôm nay con cũng học được rất nhiều những gì thầy dạy. Bây giờ con xin thầy dạy thêm cho con chữ dối. Khi mình nói dối để mọi người được vui, vì người ở cạnh con họ có tính sân si, vậy con nói dối có tội không? Hoàn toàn không có tội. Tại vì mình biết mình có chánh niệm nói dối. Mình nói dối để một người sân si đừng khởi sân si, thì cái này không phạm tội nói dối. Mà phải nói rằng có chánh niệm sử dụng ngôn ngữ trong cuộc sống. Nói dối là khi nào mình cố tâm lường gạt người ta mới gọi là dối. Còn cái dối này là mình có chánh niệm. Tại sao mình dối? Là vì mình không muốn làm người khác phiền não sân si. Phong Hòa ví dụ như á, hai anh em nó gây gổ với nhau, rồi một đứa anh nó lỡ nó nói một cái điều gì không dễ thương với đứa em. Người mẹ đợi con út về, con lại đây mẹ kể cho con nghe, tại mẹ học không có nói dối. Anh con nó nói con thế này thế kia. Mình nói vậy xong hai anh em nó hận thù thêm nữa. Lẽ ra nãy nó chỉ gây ra thôi à, rồi nó thương nhau trở lại, mà do một cái lời nói của mình làm cho tình nghĩa nó càng đổ vỡ hơn. Cái kêu là không nói dối, tại mẹ giữ giới. Không có giới nào dạy mình vậy. Nếu cần thiết phải nói dối để cứu người, chúng ta phải nói. Vì chúng ta có chánh niệm, tại sao chúng ta dối?
Một em nhỏ đó, nó đi vào trong một cái, rồi nó hỏi cái này là cái gì, thì mình nói là một cái tượng gỗ, tượng gì cũng được. Đây là một cái xác khô, trước sau con cũng khô giống xác này. Cái này hỏi sao vậy? Tôi nói thiệt, nói thiệt với một đứa con nít khi nó chưa hiểu gì về sống chết, mình làm cho nó hoảng sợ. Bà ngoại, ông ngoại đi đâu? Mình nói ông ngoại đi về trời, ông ngoại đi làm. Mình đâu có bao giờ mình nói gì, nó biết cái gì đâu mà chưa chết. Thành thử ra mình hiểu rằng á, trong cái thế gian của chúng ta, chữ quyền là tạm, chữ xảo là tinh vi. Quyền xảo nghĩa là chúng ta tạm dùng một cách rất khéo léo trong mọi phương tiện. Chân lý mình nói là nói với ai, nói với đối tượng nào. Cho nên nhiều khi mình nói chân lý mà không hợp với căn cơ thì cái đó vẫn không được gọi là chân lý. Chữ kinh có hai nghĩa, đúng ra năm nghĩa nhưng mà Pháp Hòa nói gọn hai ha. Kinh á, nói cho đủ là khế kinh. Còn mà chữ kinh là mình nói gọn nói tắt. Chữ kinh phải nói cho đủ là khế kinh. Và khế kinh nó phải đủ hai nghĩa là khế lý, khế cơ. Khế cơ nghĩa là hợp với căn cơ trình độ. Khế lý là hợp với chân lý người nghe. Mình nói hợp chân lý mà không đúng căn cơ cũng trật. Ví dụ như một đứa nhỏ mới có 5 tuổi à, mình lại mình nói với nó, con biết không? Thôi con yết đế đi con. Nó ngồi nó nói, mà con không, mình nói chân lý mà. Chân lý này no worth. Nên khế kinh của Phật là hợp căn cơ và trình độ. Người mà người ta đại, người ta hiểu nhiều thì người ta sẽ nghe những cái sâu sắc. Mà mình biểu người ta ăn phải quy y rồi, một tháng phải 5 ngày chay. Nói con tu 5 chay ngày thì được. Biểu con năm ăn 5 ngày chay ăn không nổi. Mình phải nói lại, ăn mỗi một ngày, nửa ngày. Ăn nửa ngày thôi. Tại vì